test cho anh em xem mình mới làm nồi xong tại TVK. Cái xe zin là khoảng 140 mấy, 150. Mình test Ecoro lên cho anh em xem. Chưa gắn cái ốp vô nó kêu ọt ọt đó, gió nó hút nhiều quá. Anh em nhu cầu rồi bảo nha. Rất là nhẹ nha anh em. Bảo đảm anh em ra là bỏ xe zin là ít nhất là 3 cây cọc đèn trong vòng 1 cây số. Cái xe nồi với xe zin nó khác xa lắm. Nhân cũng chơi số đồ hiệu không, xe rất là mới luôn. Giờ ở Sài Gòn mình tìm cái xe đời 24 mà mới gì là cũng thiếu lắm á. Về mình còn làm nồi quay nè, Winner bay xì radio bô xăng lửa trái 2 mình có làm hết ha. Xe này đi bô các OBR.